Em Thư Hoài, xin chào tất cả các anh chị. Chúc tất cả các anh chị một buổi sáng thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Hôm nay Thư Hoài lại có một cái sản phẩm mới để giới thiệu với tất cả các anh chị. Đây đôi giày màu nâu. Để em khui cho tất cả các anh chị xem nhé. Đôi giày màu nâu. Đây, em mang đến sát để cho tất cả các anh chị xem. Đây, dáng tuyệt vời không? Các anh chị thấy được không? Đấy, chất da bằng chất da thật 100% nha các anh chị nhé. Các anh chị nhìn thấy đường kim mũi chỉ. Đấy. Đấy. Nếu sản phẩm này gửi đến tất cả các anh chị mà nó không bằng da thật thì các anh chị cứ cho bom hàng nghe. Đấy, kể cả phần nót bên trong này. Đấy, cũng là bằng da thật nha. Đấy, còn cái mặt nót này thì nó là da, nhưng mà nó là da kiểu da nót nhá. Thì nó cũng là dạng thấm mồ hôi rồi, rất là tốt. Đế này đế cao su. Đấy. Cái này là da bò nhá. Đấy. Và cái mũi này bọn em bắn hơi non non tí màu nâu để cho nó đỡ giận. Các anh chị nhìn thấy không? À. Em bắn viền một tí này thôi để cho nó đỡ giận. Còn cái mũi này là gọi là mũi gồ nhá. Cái chỗ này nó gồ, nó cao hơn cái chỗ này tí. Nên các anh chị lưu ý này. Này, mũi này nó hơi gồ để cho nó làm cho cái móng chân của mình vào đây nó sẽ không bị đè bóp bẹp cái móng chân này xuống. Vì nếu mà làm cho nó cái này nó bị thấp xuống thì mình mà không nằm gồ này nên thì nó đè cái móng chân mình xuống thì rất đau. Đấy, cho nên cái sản phẩm này nó có cái ưu việt của nó là làm chỗ này hơi gồ một tí. Đấy, nên dáng rất đẹp. Anh chị nhìn thấy không? Đấy, dáng rất đẹp. Đế này cũng đế cao su nhá. Cao su nhá. Đấy. Anh chị nhớ nhá. Đấy, cho nên là cái này nó chống trơn, chống trượt và chống bào mòn rất tốt. Đấy, thì em thử tất cả các anh chị xem. Đây, em thử cho tất cả các anh chị, mời các anh chị xem vào đây nhé. Em đang đi giày thể thao mà. Đây. Các anh chị thấy được không? Sản phẩm. Đấy. Đấy, dáng đẹp không các anh chị? Đây là em đang mặc quần bò nhá. Vì là nói chung là nó cũng rất là đẹp, chất lượng tuyệt vời luôn. Đấy. Đấy. Các anh chị nhìn thấy dáng được không? Đấy, cái này nhá, riêng cái dài này mặc quần bò được này. Quần thô được này. Quần com lê sáng màu được này. Cái này nó đa chức năng các anh chị ạ. Đấy. Đây, em cao 1m73, nặng 64kg, đi size 40. Đấy, còn các anh đi size bao nhiêu thì inbox cho em. Và nhớ là kết bạn là Zalo theo số điện thoại. Điện thoại của em là 0846868636. Đấy, để em tư vấn. Nhớ là bấm vào kênh YouTube, kênh Rượu Thức Hoài. Để như thế là ủng hộ kênh em nhé. Rồi xin chào và chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Em xin chào.